Đây, anh chị nhìn ha. Đây là màu đỏ. Bạn một số cái mẫu nữa, nó là mẫu bóng phao. Chúng ta mua về là cái sản phẩm nó không có bị bơm, nó không có bơm sẵn nha anh chị các bạn. Là chúng ta về chúng ta phải bơm. Thì cách bơm thế nào thì em cũng có làm video hướng dẫn và chia sẻ cho anh chị cách bơm rồi. Đây là gì? Đây là cái mẫu này là mẫu con cá heo nè anh chị các bạn. Con cá heo thì cái mẫu này nó có hai màu nha anh chị các bạn, hai màu. Thì hiện tại theo em cập nhật thì thấy nó có hai màu. Thứ nhất là màu xanh nước biển, hai là màu hồng ha. Đây, thì em sẽ cho anh chị và các bạn xem chi tiết về cái hình cái sản phẩm em đã bơm sẵn cho anh chị xem ha. Đây anh chị các bạn. Thì đây là cái màu hồng của con cá heo nè. Nè, anh chị xem sơ nét qua ha. Thì ở bên trong này nó có cái kèn nè anh chị các bạn, là hai cái vây nè. Bên vây này có cái kèn anh chị bóp này nè, bóp này sẽ kêu được ha, bóp sẽ kêu. Rồi, đây là mẫu màu xanh. Thì cái mẫu này nó cũng giống như cái mẫu màu hồng thôi, nhưng mà nó khác nhau về màu xanh ha. Đó, anh chị các bạn xem chi tiết nè. Cầu bơm nằm ở chỗ này. Cầu bơm nằm ở chỗ này đó. Rồi, cái thứ hai đó là em cho anh chị xem. Thì như bình thường thì anh chị và các bạn cũng không thể nào biết được cái mẫu này là cái sản phẩm gì đâu. Thì cái mẫu này là mẫu gì? Mẫu này là mẫu máy bay nè anh chị và các bạn. Máy bay này thuộc diện máy bay lớn nha. Đây là máy bay có màu đỏ và nó có màu xanh, xanh nước biển luôn. Thì hiện tại em thấy có hai màu, để em sẽ chia sẻ cho anh chị về hai màu anh chị xem. Đây là cái hình hài cụ thể em đã bơm sẵn nè. Đây, anh chị nhìn ha. Sơ nét về cái sản phẩm. Cái kích thước của sản phẩm này như thế nào thì anh chị và các bạn có thể cập nhật vào website của em ha. Website của em có để dưới phần link mô tả, thì anh chị cập nhật vào website đó sẽ biết được cái chi tiết về kích thước hơn ha. Đây là màu đỏ. Nhìn rất dễ thương ha anh chị và các bạn. Thì cái bên trong con nào cũng có đèn hết á. Nè, trong này nó cũng có cái kèn nè. Anh chị bóp cái này vô là sẽ có kèn đó. Theo đó là anh chị và các bạn có thể, đó là cái mẫu này. Anh chị và các bạn biết mẫu nó mẫu gì không? Đây là con thỏ đó, con này là con thỏ đầm á. Thì thỏ nó có nhiều loại thỏ, thỏ đầm, thỏ nơ và thỏ thỏ màu hồng nữa. Thì từ từ em sẽ review cho anh chị và các bạn xem chi tiết từng sản phẩm, cho anh chị và các bạn thêm dễ cập nhật hơn. Đây. Thì cho em nói là một cục đóng gói như thế này là mình nó là bao gồm 12 con nha anh chị và các bạn. Đây, một cục đóng gói như thế này là bao gồm là 12 con, sản phẩm nào cũng vậy cả. Sản phẩm nào cũng đóng gói là một cục 12 con, anh chị và các bạn lưu ý giùm em nha. Cái hình hài thỏ đầm đây, thỏ đầm khi trước khi bơm lên là nó gì, nó có nằm trong bọc như thế này nha. Anh chị tháo bọc ra rồi anh chị bơm lên. Đó, anh chị xem chi tiết về cái sản phẩm. Cái cầu bơm nằm ở đây ha, cầu bơm nằm ở đây. Đây là có thỏ đầm, là sao thỏ đầm nó có cái đầm nè anh chị, đầm xòe nè. Xòe đầm ra nè, đó. Xòe đầm. Trên đây cái hình hài con thỏ ha. Đó, thì này nó cũng có kèn luôn, nó là bóp bóp. Bóp con cổ, cái kèn nằm ngang cổ anh chị các bạn, kèn nằm ngang cổ nó sẽ kêu. Đó, cái mẫu tiếp theo em muốn chia sẻ đó là cái gì? Đó là con siêu nhân. À, siêu nhân á, thì theo hiện tại em cập nhật ở đây nó có 3 màu. À, màu xanh lá cây, màu đỏ và màu nước biển. Nhưng mà nó sẽ có màu hồng và nó sẽ có màu vàng nữa nha anh chị và các bạn. Theo em biết là như vậy. Thì từ từ nếu như có cái màu đó về thì em sẽ chia sẻ cho anh chị các bạn xem. Đây thì thứ nhất đó là màu xanh ha, màu xanh là xanh lá cây em sẽ bơm sẵn đây nè. Đây anh chị các bạn xem. Xanh lá cây. Cái kiếm này á, kiếm này nó có thể màu sắc nó thay đổi chứ không chung màu được nha anh chị các bạn. Có dụng cái sản phẩm này là màu xanh lá cây thì cái kiếm này nó có thể là màu đỏ, màu cam hoặc là màu khác, hoặc có thể là màu xanh lá cây luôn, nó ngẫu nhiên nha. Đây, cái bộ bơm nằm chỗ này. Rồi, đây là màu đỏ. Đó, cái kiếm này anh chị các bạn xem cái kiếm nó khác nhau ha. Thường thường mình vô kho đóng gói đó, kho lấy hàng thì mình những cái sản phẩm người ta đóng gói như thế này thì mình nhìn mình không biết đâu. Mình buôn bán lâu năm thì mình mới nhìn mới biết được cái sản phẩm nào là sản phẩm con gì. Đây là màu đỏ. Thì cái sản phẩm nó cũng có cái kèn ha, cái kèn nằm đây nha anh chị các bạn. Là màu xanh nước biển nè. Đó, đây là siêu nhân màu xanh nước biển. Đây.
Rồi, thỏ dài và hươu dài. Cái này là hươu câu cổ á, dài lắm á. Cái kích nè, em đã cho anh chị xem kích thước dài nha, cực kỳ dài đó. Thì cái kích thước của sản phẩm này á, nó khoảng có một cái mấy luôn anh chị. Thì anh chị có thể cập nhật vào website em mà để biết được cái chi tiết cái kích thước này. Thì em có làm rồi đó. Đây là con hươu ha, đây là con hươu câu cổ, cái hình này ở đây. Rồi, tiếp theo là em sẽ cho con thỏ. Thì con thỏ này nó cũng bằng con hươu luôn, kích thước cũng bằng con hươu luôn anh chị và các bạn. Đó, anh chị xem nè. Cái đầu bơm nằm như này. Đó, đầu bơm nằm như này. Đó. Đây, thì hai cái sản phẩm này thì nó tương đương nhau ha. Tương đương nhau. Thì một cục đóng gói cũng 12 con ha. Rồi. Cách bơm của sản phẩm này thì đơn giản lắm. Thì nó có 4 cách bơm á. Thì anh chị và các bạn á, đem cái sản phẩm này á, mình có thể bơm tay nè. Bơm bằng tay là bơm bằng cái tay, ống tay bơm mình á, là cái con gốc, cái dầu bơm mình anh chị và các bạn. Là mình sẽ bơm, hai á, là mình bơm bằng con gốc đạp, ba là mình bơm bằng ống xe đạp ha. Bốn á, là mình có thể đem ra xịn rửa xe mình bơm. Lưu ý giùm em á, là bơm sản phẩm này bơm nhẹ nhẹ và từ từ thôi nha anh chị và các bạn. Mình đừng có bơm cái hơi vô mạnh quá, ví dụ như đem ra xe mà tiệm xe bơm thì dặn ta bơm cho cái hơi từ từ vô thôi. Thế nhiều khi mình mà đưa cái hơi này vô mình xịt vô, mình xịt liên tục là cái sản phẩm nó sẽ no tròn không đều, nó giãn không đều, nó sẽ bị gách. Nó sẽ bị gách, nhiều khi gách ngay cái chỗ nào, chỗ cổ hay chỗ tai hoặc là chỗ mông hay là gách nhiều căng anh chị. Tại cái miếng này là những cái miếng ép nè. Những cái miếng này là miếng ép. Mình phải cố gắng làm sao mình bơm cho cái hơi vừa vô mà nó vừa vô thôi. Chừng nào nó no tròn rồi mình đậy nắp lại nha. Rồi anh chị và các bạn. Rồi cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn anh chị vào trong một cái sản phẩm mới nha. Xin cảm ơn rất nhiều.